Tết không nghỉ à anh ba? Tết dành cho người giàu chứ tôi á, mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì làm láng hết á. Tèo 3 kg. Tôi gọi cô qua đây là cũng định nhờ cô mừng ơn cho tôi vay một ít tiền, tại cũng Tết rồi đi chợ để mà lo ăn uống 3 ngày đó. Vì mua cho thằng Tèo một bộ đồ mới, tội nghiệp quần áo nó rách hết rồi cô. Em cũng kẹt quá, chứ em có thì em sẽ cho chị mượn, em đâu có tiếc gì đâu. Chứ cô thấy đó, ông nhà tôi đó, ông bệnh nằm liệt giường cả năm nay rồi, tôi phải ở nhà chăm sóc ông. Có một mình thằng Tèo nó làm nó nuôi cả nhà, cho nên mới thiếu hụt như vậy. Em cũng thương chị lắm, mà không biết làm sao được. Cuộc sống ở đây nó khó khăn quá. Tôi cũng tính đó, đùm túm cả gia đình đó, về thành phố sinh sống. Rồi khi nào cuộc sống nó đỡ đỡ rồi, cái mình quay trở lại. Thôi chị ơi, theo em ấy, nhiều khi trở lại không bằng ở lại đâu chị. Chị cố gắng lên nhá. Biết đâu á, có người lại giúp đỡ thằng Tèo thì sao? Cô ba về nha Tèo. Con đi đâu vậy? Chắc con nó giận em rồi đó. Bữa hổm á, em hứa á, mua cho nó đôi dép với bộ đồ mới, mà em không có mượn được tiền. Tiền đâu con mua vậy?